Hiện nay tôi chưa có nhiều vốn khởi đầu để nhập lượng hàng lớn, cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các kênh bán hàng của riêng mình để đảm bảo doanh số ổn định. Hơn nữa, tôi thấy rằng khách hàng hoàn toàn có thể đặt mua trực tiếp sản phẩm trên trang chủ của Dofin thay vì thông qua đại lý. Nếu như Dofin cũng triển khai thị trường bán lẻ, thì làm thế nào để đại lý có thể tồn tại được? Rất là cảm ơn chị Nhi đã đặt câu hỏi này. Thế nhưng, đại diện cho Dofin, em xin trả lời với chị rằng Dofin cam kết sẽ không bán lẻ ra thị trường. Dofin hoàn toàn đang tập trung vào việc xây dựng các kênh đại lý, các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Minh chứng cho điều này đó chính là một hệ thống đại lý hơn 100 các cửa hàng từ Bắc vào Nam của Dofin vẫn đang kinh doanh, vẫn đang phát triển và vẫn đang cùng nhau đồng hành tiến lên. Vậy thì chị My hoàn toàn có thể cân nhắc về việc sẽ trở thành đại lý của Dofin bởi vì mức vốn rất là nhỏ và những yêu cầu cũng rất đơn giản thôi. Ngoài ra thì Dofin cũng tổ chức các buổi đào tạo để hỗ trợ cho chị có thể có những kỹ năng mới trong việc bán hàng cũng như hiểu về sản phẩm, hiểu về thương hiệu. Từ đó chị có thể gia tăng được doanh số bán hàng và mang về mức lợi nhuận ổn định cho mình trong hàng tháng. Nếu như mà bán lẻ và kết hợp bán buôn thì chắc chắn rằng cái thương hiệu đó sẽ không thể nào phát triển được lâu dài. Vì thế Dofin rất đau đáu về cái câu hỏi này cũng như nhận thấy cái thị trường rằng có những người họ đang song song phát triển hai thị trường, hai phân khúc, đó là thị trường bán buôn và thị trường bán lẻ. Thế nên Dofin đã chọn cho mình một con đường đi xa, đi chậm nhưng mà đi chắc. Hy vọng rằng chị My tới đây sẽ trở thành đối tác chiến lược của Dofin. Rất cảm ơn câu hỏi của chị đã dành cho Dofin ạ.